100m nữa, rẽ phải vào ngõ 472 đường Lạc Long Quân. Rẽ phải vào ngõ 472 đường Lạc Long Quân, sau đó rẽ phải vào đường Lạc Long Quân. Rẽ phải vào đường Lạc Long Quân. Đi tiếp đường Lạc Long Quân 1 km nữa. Trăm mét nữa, rẽ phải vào đường Âu Cơ. Rẽ phải vào đường Âu Cơ. Tiếp đường Âu Cơ 3 km nữa.
mua thì